mặt đều được. Được. Đấy. Cầm nốt cây này lên cho nó. Cây này cũng đẹp. Hít vịt. Và bác có cùng tên với bác Hồ. Đấy. Quê hương An Khánh. Ok, đẹp rồi. Quê hay đấy. Đây để chụp kiểu ảnh nào. Chụp kiểu ảnh nào. Bán được cây xanh à? Đấy. Cây lúc sáng thấy cây hoa giấy là ra đi rồi chứ? Ra đi rồi. Cây hay đấy nhỉ? Chưa kịp quay đã ra đi rồi. Cây này xinh quá nhỉ? Nam Điền. Cả đôi đi. Ừ. Đang rẻ lấy cả đôi. Cái đấy vào thì. Tôi thấy đắt hơn cái này nhưng mà tôi thấy vàng thôi. Một này là nhà đấy, tay làm đấy. Cây siêu điền xanh. Ở cái Nam Điền là siêu. Cây đấy bạn không cả nhé. Để có đấy. Cái này xanh quê sao? Nếu mà xanh quê biếu luôn. Nói Nam Điền là Nam Điền. Cây này về bãi đẹp. Cây này đẹp và cây này nó tất cả chân tay nó không đông đủ. Vừa có cây hoa giấy tím là phải bán nhanh cây. Đấy được rồi. Cây quế này phun là cây để dọc. Hai cây cũng thay đổi nhau. Chúng ta cũng thay đổi nhau. Nhưng mà cây này ra thì nhưng mà mỗi tháng một cây cũng được. Ừ. Đầu hai cây thì gấp đôi ra, trồng đôi này. Được không? Được. Bao tiền hả chú? 12 triệu. 2 triệu. Cây trang hầu đỏ. Bán tiếp. Tất cả mọi tiền. Lấy cả đôi chơi vui. Cái này đắt hơn. Mỗi cây một dáng, một cây trực, một cây siêu. Đây, cây đơn thế này. Này là đơn ta đây đúng không? Đây là đơn ta. Bao tiền chú? Cái này lấy vào 2 triệu 2 rồi này. Ừ, không giá bán đấy. Ra thì là ra 2 triệu rưỡi đi. Ừ, 2 triệu rưỡi, không có khoai. Em chạy sang đấy đây. Ừ. Được, này, kinh chưa? Đấy. Tổng thể vào là 2 triệu 2 rồi đấy. Rồi. 4 ông... 2 ông kia cờ, 1 ông xem, 1 ông đánh đàn. Trọng tài đúng không? Xem, móng. Xem đây là trọng tài. Cờ ngoài bài trong. Ông chí ông này hay bị ăn đòn này. Cứ góp thì nó vẫn hay bị ăn đòn. Dạ, xảy ra này. Gây mất tập trung đúng không? Đấy, ngọc mai như này là ít đấy. Ngọc mai lâu lớn lắm. To như này là đẹp rồi. Thank you.
đây nguy hiểm, ô tô nó đi qua đây chậm. Trên đấy mà, trên Hoàng Quốc Việt mà. Cơ quan trên Hoàng Quốc Việt. Thì dần ra chợ ở nhà bác thì gần quá. Đó là lấy số qua anh em. Bác cứ đọc đi, đọc số em lưu luôn vào đây tí sau lúc nào hôm qua. Cứ đọc em lưu luôn vào tim này. 090 rồi. 749 3481. Bác tên là gì? Dũng. Rồi. Ở Hà Vĩnh Thủy nhá. À rồi rồi rồi. Qua anh em mình xem phối hợp tí. Nhất trí bác. Trong tuần không sao? Đấy, dưới này nghệ thuật này nè. Nhanh thế đã để cho Hải cái kia rồi. Chậu vẫn còn đây. Ờ, nó tới giả chậu mà. Chủ nhật tâm ăn nhiều cái này. Dạ. Chủ nhật tới tâm ăn nhiều cái này. Chủ nhật à? À, chủ nhật là phiên à? Sau 3 trận, 3 phiên hết sạch. Cái chậu hết sạch nhá. Kỷ niệm cho cái chậu đấy. Cái này, cái ta đang về vào tầm cái xì nhà một xì cổ. Nó chả làm gì đâu. Nhưng mà nhà nó đang có cây đang cần. Mình may hay đấy. Đang cần. Thế mình giữ chậu lại đi kia. Cái kia bán hết rồi. Còn hàng mới đâu? Hàng mới cặp. Cái này được ấy. Em có tiền chứ. Được. Anh em biết mà. Gọi thử. Tiên như à dưới 8 chứ người ta đây dưới 8 chứ người ta đây dưới 8 chứ người ta đây. Ờ, đây là đi chợ. Còn nhau là 130.
xế ông Hải ông ấy chở ông quay vào đấy rồi đấy. Tôi có lại bớt lại như này. Đây anh, đây tôi cho một xí cổ vào, đây xí cổ. Trong tàu báo cáo mấy tiền là non gì đây, nhưng mà tôi bây giờ không có. Gấp tay. Đây nó lặng lè nhưng mà nó tối tối nó cổ. Để nó mát cây. Được. Để cây nào không? Nay đi không hay là có đây mang cây nào đi chơi? Đi chơi thôi. À, đây là cây ra. Không, đặt cái bia bô trong bên nhiều chứ đâu. Chú cuốn cuốn. Chủ nhật là phiên à? Chủ nhật cũng có đi được không? Chủ nhật này chắc phiên to đây, ngày nghỉ. Bán hàng. Ô, kia là. Ủa, đây đẹp ạ. Dâu của chú Dâu. Cái đấy 600. Mình dành. Đấy, mình dành đấy. Đấy, làm cái sam hương này về cho thơm. Hả? Làm cái sam hương về cho thơm. Nào sam hương đâu? Đấy, em dạy đây. Mẹ quá, mất lòng nhà to mà chơi cái này thì ông Ngọc Mai này cả được cả cái đĩa này. Cái này phục của nó nào của coi à? Chắc gì? Đấy. Cái này nuôi con thành cơm thành cháo đây. Cái đĩa này là con lô thoát nước mà chú. Tao mang một cái hồng đấy, hồng mai đẹp nhé, phía sau nhé. Có thể mình lấy được một cây. Để là không thì cháu vào được nhà xem vậy. Nhật nhé. Lâu lắm mới dám nhà tao là ăn khách anh mua bất gì tao nghe là cả trả khách về khách đi. Chú ở chỗ nào ăn khánh nhỉ? Dù ở trong ủy ban à? Chọn đi luôn ta hết có dám sống một cây thôi, nghe bán xong hết thì ma lại có một sân đầy, tao có trụ sở nghe mà vơi cây thì lấy gì mà bán. Cái bộ này của ông nào nó nhiều nữa. Mai này à, ôi rồi ôi trời ơi. Anh lâu lắm mới thấy xuất hiện. Mất quá. À. Mua cái xanh à? Đâu em mua gì đâu? Tí về lấy lại số quên. Đi sửa cây sao anh? Đi mua cây à anh? Đây chưa hàng bốn đơn. À đây à? Đằng kia có mấy cây? Ngoài cái này. À đây à? Cây của ông nào đây không biết? Xem đi. À cây quá à? Ê, bảo là không mang cái gì. Bao tiền cây đi, ví dụ cây dưỡng 5 triệu, cây này 5 triệu không? Cây này thì sao? Chắc rẻ hơn. Đây cũng thế. Cây này chắc rẻ cái này. Cây bóng hơn không? Đọc số đi anh em biết không gọi. 0387 439 406 đấy, rẻ bất ngờ. Đây này, xin phép cầm lên cái, cầm lấy được đúng không? Ôi trời, cần nấn rồi em vào đây cho nó lấy nét. Mịn tít nhỉ, chơi để bạn trà. Thế bảo không mang cái gì. Xoay vòng. Lấy mặt đều được. Được. Đi rồi. 5 triệu. Cầm nốt cây này lên cho nó. Cây này cũng đẹp. Hít vịt. Và bác có cùng tên với bác Hồ. Đấy. Quê hương An Khánh. Ok đẹp rồi, quê hay đấy. Đây để chụp kiểu ảnh nữa.